Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử Yên Thế. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 2 tức mùng 8 tháng Giêng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại khu di tích lịch sử động Thiên Thai xã Hồng Kỳ, nơi thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm. Sự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Thi, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lãnh đạo tri cục Kiểm lâm tỉnh, công đoàn Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đào Duy Trọng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nông Văn Tâm, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan của huyện cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Hồng Kỳ. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, biểu dương kết quả trồng cây của huyện Yên Thế năm 2023. Trong năm, nhân dân trên địa bàn huyện đã trồng gần 1,5 nghìn hecta rừng tập trung và trên 720 nghìn cây phân tán, góp phần nâng tổng diện tích toàn tỉnh lên trên 10,5 nghìn hecta rừng tập trung và hơn 6,8 triệu cây phân tán hưởng ứng Tết trồng cây, đồng chí đề nghị cán bộ công chức viên chức người lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân huyện Yên Thế tích cực trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân với phương châm trồng cây nào tốt cây đó. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân thực hiện tốt kế hoạch Tết trồng cây và chương trình một tỷ cây xanh một cách thiết thực hiệu quả đồng thời triển khai các giải pháp thực hiện tốt đề án phát triển huyện Yên Thế trở thành trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang và đề án hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ nhân dân xã Hồng Kỳ, đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã trồng 50 cây lim xanh, 100 cây thông tại khuôn viên khu di tích lịch sử Động Thiên Thai. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Yên Thế trồng 720.000 cây phân tán. Dịp Tết trồng cây năm nay, huyện giao mỗi xã thị trấn thực hiện trồng ít nhất 500 cây phân tán chỉ đạo xã Xuân Lương, Hương Vĩ, Tam Hiệp, Đồng Kỳ, thị trấn Bố Hạ, thị trấn Phồn Sương thực hiện chăm sóc cây đã trồng tại lễ phát động những năm trước. Trước khi diễn ra lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo đã dân hương tại động Thiên Thai, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nơi thờ kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm, người có nhiều đóng góp cùng với Hoàng Hoa Thám, nghĩa quân yên thế chống lại thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh và huyện đã đến sân hương tại đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế. Tối ngày 20 tháng 2, tại sân vận động huyện, Hội đồng Nhiệm vụ quân sự huyện Yên Thế tổ chức đêm lửa trại với chủ đề Tiếp lửa truyền thống và giao lưu văn nghệ tự hào tiếp bước nhằm cổ vũ động viên tinh thần thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tỉnh đoàn Bắc Giang, ở huyện có các đồng chí Đào Duy Trọng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng các đồng chí chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn, 219 công dân chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và đông đảo đoàn viên thanh niên. Phát biểu động viên tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện mong muốn các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ và của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ. Đồng chí tin tưởng những ngày tháng rèn luyện học tập trong thời gian tới tại môi trường quân ngũ sẽ là cơ hội để mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân, phát huy khả năng, dũng cảm vượt qua khó khăn, thử thách, trở thành người lính của nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng mà đất nước, quê hương, nhân dân và người thân đã gửi gắm. Tại đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bắc Giang đã tặng bằng khen cho 3 thanh niên, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế tặng giấy khen cho 21 thanh niên tiêu biểu tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Nhân dịp này, huyện đoàn Yên Thế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tự hào tiếp bước do đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông Yên Thế, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, trường cao đẳng miền núi Bắc Giang biểu diễn và tọa đàm khát vọng thanh niên phần cuối chương trình là hoạt động giao lưu đêm lửa trại tiếp lửa truyền thống với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo và đông đảo đoàn viên thanh niên đây là lần đầu tiên chương trình đêm lửa trại tiếp lửa truyền thống được tổ chức trên địa bàn huyện yên thế nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cổ vũ động viên tinh thần cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống bảo vệ tổ quốc của các thế hệ cha anh đi trước tiếp thêm niềm tin cho tuổi trẻ huyện nhà vững bước vào môi trường quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 vào sáng ngày 25 tháng 2. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để buổi lễ diễn ra thành công. Sáng ngày 22 tháng 2, đoàn gia đình chiến sĩ yêu nước kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm đang sinh sống tại New Caledonia thuộc Pháp do ông Nguyễn Cẩm Trác, cháu nội của cụ Nguyễn Văn Cẩm, làm trưởng đoàn cùng các cháu chắt, chút, đã sang thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế về công tác đưa di hài cụ Nguyễn Văn Cẩm về Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang, ở huyện có đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đoàn đã đến khảo sát vị trí sự kiến đưa di hài chí sĩ yêu nước kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm về chôn cất tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Động Thiên Thai thuộc xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế. Tiếp đó, đoàn đã nghe đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế giới thiệu tóm tắt về chặng đường hoạt động cách mạng của cụ Nguyễn Văn Cẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, quan điểm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Yên Thế luôn mong muốn được đón di hài cụ Nguyễn Văn Cẩm về chôn cất tại địa phương. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã lập quy hoạch và trong năm 2024 sẽ xây dựng đền thờ cụ tại di tích Động Thiên Thành. Đoàn gia đình chi sĩ yêu nước kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm đang sinh sống tại Pháp đã cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà Bộ Ngoại giao cũng như cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Yên Thế đã dành cho đoàn. Các thành viên trong đoàn mong muốn Chính phủ Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như cấp ủy chính quyền tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Thế phối hợp chặt chẽ với gia đình sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa di hài cụ Nguyễn Văn Cẩm về Việt Nam chôn cất để thỏa sinh nguyện của cụ trước khi mất, đồng thời xem xét hỗ trợ gia đình trong quá trình triển khai thực hiện trao đổi tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Mạnh Đông phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã bày tỏ vui mừng trước sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình và cảm ơn sự phối hợp giữa đại diện gia đình với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, về phía Việt Nam luôn mong muốn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để đưa di hài cụ kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm về Việt Nam an táng, đồng thời tiếp thu những đề xuất của gia đình để trình chính, chính phủ xem xét quyết định. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác nhanh chóng hoàn tất các thủ tục về mặt pháp lý để di hài cụ sớm được đưa về an táng tại khu vực động thiên thai thuộc xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Nhân dịp này, đoàn đã đến thắp hương tại đền thờ Nghị Quân, đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và Nghị Quân, thăm quan tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám. Sáng ngày 20 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Yên Thế năm 2024, sự thảo quyết định chấp thuận và giao nhiệm vụ trọng tâm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong thi hành công vụ, đề án sắp xếp vị trí việc làm tại các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2024-2026. Sự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung Đảng về tiếp tục củng cố hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Sự thảo nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí và sân gôn yên thế. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị trong công tác chuẩn bị lễ hội yên thế, Ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra nhất là các hạng mục phải điều chỉnh bổ sung. Phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu nhà thầu hoàn thành sớm các hạng mục do Sở làm chủ đầu tư, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường thực hiện tốt công tác đảm bảo an trật tự, vệ sinh môi trường. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu cần phải bám sát nhiệm vụ chung của huyện, sau khi được chấp thuận phải quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện. Tiếp tục giả soát kỹ vị trí việc làm để sắp xếp phù hợp đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Về thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Chuồng Đảng, cần phải đánh giá kỹ thực trạng hiện nay đối với các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Từ đó xây dựng lộ trình đầu tư cả về con người và hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của tuyến y tế cơ sở, góp phần phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việc thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu đô thị, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí sân gôn yên thế, đề nghị phòng kinh tế hạ tầng và đơn vị tư vấn phải bám sát quy hoạch chung của tỉnh, của huyện khảo sát kỹ thực địa để lập quy hoạch đảm bảo đầy đủ chính xác các thông tin để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử Yên Thế. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung quan trọng khác. Sáng ngày 21 tháng 2, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công trên địa bàn huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị bình xét các đối tượng đủ điều kiện được thụ hưởng. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Theo kết quả ra soát sơ bộ ban đầu, toàn huyện Yên Thế còn tổng số 208 hộ nghèo, 204 hộ cận nghèo và 70 hộ gia đình có công đang ở nhà tạm có nhu cầu xây mới sửa chữa. Tuy nhiên, sau khi các tổ công tác của huyện tiến hành thẩm định thực tế tại 100% các hộ trên và qua phân tích đánh giá chi tiết từng tiêu chí của các đại biểu tại hội nghị, Ban chỉ đạo huyện xác định còn 21 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo, 5 hộ gia đình người có công đảm bảo đủ các điều kiện được hỗ trợ xây mới, có 44 hộ nghèo, 49 hộ cận nghèo và 19 hộ gia đình người có công đủ điều kiện được hỗ trợ sửa chữa. Điểm mới trong công tác hỗ trợ các đối tượng trên trong việc xây mới sửa chữa nhà ở năm 2024, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo cận nghèo, gia đình có công của huyện đã quyết định nâng mức hỗ trợ đối với hộ gia đình người có công xây mới nhà ở là 40 triệu đồng, sửa chữa là 20 triệu đồng. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới là 30 triệu đồng, sửa chữa là 20 triệu đồng để công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng và phát huy hiệu quả phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nông văn tâm phó bí thư thường trực huyện ủy đề nghị các tổ thẩm định tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn quan tâm hướng dẫn các gia đình đủ điều kiện hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện vận động các nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo cận nghèo gia đình có công đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng sửa chữa nhà ở Sáng ngày 22 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện, lãnh đạo một số phòng ban cơ quan chuyên môn của huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Tam Hiệp, Tân Hiệp, Hồng Kỳ và Đồng Kỳ. Tại hội nghị, lãnh đạo phòng nội vụ huyện đã thông qua kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Dự thảo hướng dẫn thực hiện kế hoạch và quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo dự thảo kế hoạch, huyện thực hiện sắp nhập xã Tam Hiệp và xã Tân Hiệp, sắp nhập xã Hồng Kỳ và xã Đồng Kỳ công tác tổ chức khảo sát thu thập thông tin các tài liệu số liệu diện tích dân số dân tộc văn hóa đặc thù xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở từng đơn vị hành chính cấp xã thời gian thực hiện đến tháng 5 năm 2024 về sắp xếp giải quyết chế độ chính sách cán bộ công chức dôi dư được thực hiện ngay sau khi có văn bản của tỉnh về giải quyết chế độ chính sách đối với đơn vị hành chính thực hiện sắp nhập phát biểu kết luận hội nghị đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nguyễn ngọc sơn nhấn mạnh Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, do đó các địa phương cần chủ động xây dựng phương án kế hoạch, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo đúng thời gian đề ra. Các phòng ban cơ quan chuyên môn, ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị cần tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện. Quan tâm xử lý tốt các vấn đề liên quan đến nội ngũ cán bộ, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân sau sắp xếp, sáp nhập. Trong quá trình triển khai thực hiện phải luôn đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Sáng ngày 16 tháng 2, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đi nắm tình hình thực hiện dự án đường nối quốc lộ 37 17 Võ Nhai Thái Nguyên tỉnh Bắc Giang, cùng đi có lãnh đạo văn phòng huyện ủy dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 17 đi Võ Nhai, Thái Nguyên qua ba huyện Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế, Bắc Giang được khởi công cuối tháng 12 năm 2021. Dự án có tổng chiều dài hơn 42 km với tổng mức đầu tư 1.452 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội liên vùng trong tỉnh và kết nối với tỉnh ngoài. Công trình gồm tuyến chính và tuyến nhánh, trong đó tuyến chính được chia làm hai đoạn. Đoạn 1 dài khoảng 28,5 km được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, chiều rộng nền đường 12 m, mặt đường 11 m. Đoạn 2 dài 13,6 km là đường cấp 3 miền núi, nền đường 9 m, mặt đường 8 m. Trên địa bàn huyện Yên Thế, dự án đi qua các xã An Thượng, Tiến Thắng, Tam Tiến và xã Canh Nậu với tổng chiều dài 13,6 km. Đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành với phần lớn chiều dài tuyến đường đã được thảm nhựa. Dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 17 là tuyến đường kết nối Bắc Giang với Thái Nguyên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ khắc phục vùng lõm về giao thông, tạo thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa, qua đó mở ra không gian phát triển mới cho hai địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Sáng 21 tháng 2, Hội đồng y huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tới dự có lãnh đạo đại diện ban tuyên giáo huyện ủy, Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tổ chức thắp hương, dâng lễ 233 năm ngày dỗ đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 1791-2024. Hội Đông y huyện hiện có 122 hội viên sinh hoạt ở 14 hội đông y xã thị trấn, trong đó có 5 bác sĩ, 15 y sĩ còn lại là lương y cơ sở. Các phòng mạch, phòng trần trị từ huyện đến cơ sở cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023, các lương y đã kế thừa phát huy vốn quý y học cổ truyền, nêu cao tinh thần y đức, lương y như từ mẫu, tích cực tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân bằng phương pháp y học cổ truyền, đông tây y kết hợp. Trong năm, đã có 7.500 lượt người được các lương y khám và điều trị bệnh, có hơn 6.500 lượt bệnh nhân dùng thuốc với trên 18.000 thang thuốc, chăm cứu so bóp cho 1.750 lượt người, thu hái chế biến được 5 tấn dược liệu. Việc trồng sử dụng thuốc nam ngày càng được quan tâm, công tác củng cố, xây dựng và phát triển hội kế thừa bồi dưỡng chuyên môn luôn được chú trọng. Trong năm đã kết nạp được hai hội viên mới. Các tri hội đông y trong huyện luôn hoạt động tích cực, trình độ chuyên môn của hội viên ngày càng được nâng cao. Nhiều loại bệnh khó đã được các lương y chữa trị thành công như bệnh trĩ, thoái hóa cột sống, sỏi thận, viêm đường tiết niệu, ban chẩm mẩn ngứa, viêm gan, đau thần kinh hông. Phát huy kết quả đạt được năm 2024, Hội Đông y huyện tiếp tục chỉ đạo các chi hội tích cực triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, quyết định của Trung ương, tỉnh, huyện về chính sách y học cổ truyền trong giai đoạn mới, tận dụng nguồn lực tham mưu kịp thời đối với các ban ngành chức năng về công tác đông y, đông dược. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý đức y thuật cho hội viên, làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm khám chữa bệnh từ thiện, miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc trồng, bảo tồn, khai thác, chế biến cây con làm thuốc đáp ứng nhu cầu dược liệu, tích cực tuyên truyền những phương pháp phòng và trị bệnh đơn giản phục vụ công tác xã hội hóa y học cổ truyền, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài hội, học tập và ứng dụng các mô hình thành công trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền gắn với trồng, bảo tồn các cây thuốc quý. Nhân dịp này, Hội đông y tỉnh và huyện đã khen thưởng cho 9 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng, củng cố và phát triển hội. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình truyền hình điện tử do đài truyền hình yên thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử yên thế xin kính chào tạm biệt